Ok các bạn, bây giờ chú Công mới có một cái ý kiến hết sức là bá đạo. Bây giờ chú Công sẽ uống hết trơn nguyên cái thau trà sữa này luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel ẩm thực giải trí của chú Ba Bựa. Thì bữa nay mình sẽ làm cái video về mình sẽ thử chấm ổ bánh mì khổng lồ với nguyên một thau cà phê sữa các bạn. Đây ở đây mình có mua hai ổ bánh mì khổng lồ nè. Đây các bạn thấy không? Đó. Không, hai thằng ổ. Đây. Mình ôi mày nó bự cái mặt tôi nữa nè. Đó. Rồi hai thằng ổ. Bây giờ mình sẽ đi pha cà phê sữa, thấy không? Cà phê sữa được, có mua cà phê sữa luôn nè. Rồi, đây. Thì 53.000 một hộp. Cà phê sữa khuấy động phân khắc mùa hè. Đúng không? Đây, giờ đi pha cái hộp này ra. Đây các bạn, đây là full set ăn chơi gồm có một cái bình thủy nước nóng để dành pha cho cà phê sữa. Tài sản là hai ổ bánh mì, đúng không? Một cái thau đựng cà phê sữa, đúng không? Một cái hộp pha cà phê sữa. Đây các bạn, một cái ống để dành hút cà phê sữa. Cái này là ống hút nhập từ nước ngoài các bạn. Ống hút này nhập từ nước ngoài chứ Việt Nam là không có ống hút này rồi. Rồi, một cái giá để dành uống cà phê sữa, phải không? Mình uống trong thau, mình đâu có chơi mấy cái muỗng cà phê nhỏ nhỏ được lần xưa rồi, phải không? Với cái hũ đường nè các bạn. Này nè, hũ đường, phải không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình pha hết trơn nguyên cái hộp này vô luôn nè. Pha hết nguyên cái hộp này vô cái thau luôn ha. Rồi ok các bạn, bây giờ chú Công sẽ pha cà phê sữa ha. Cái này cái hộp, coi cái hộp này coi. Cái này là các bạn nào thích uống thì mua hộp này nè. Khuấy động khoảnh khắc hè, nó có tặng cái bình lắc luôn các bạn, cái tặng bình lắc luôn nè. Có 53.000 à, tặng bình lắc luôn. Tổng cộng là 53.000, thì cái hộp này là nó 20 gói nè. Đúng không? Có hộp nhỏ đây 20 gói nè. Giờ mình sẽ khui hộp này ra luôn. Đây. Đó, nó 20 gói, giờ sẽ quất để coi dung lượng bao nhiêu mà sẽ quất hết 20 gói này luôn. Đó. Không. Chơi lớn luôn. Không. Rồi. Rồi ok các bạn, đây là đây. Đây là một ít chúng ta. Ít không? Mình lấy đi hồi mình tính. Có mình chế như đây có gì hồi mình bỏ vô thêm. Đó, đây là 10 bịch rồi nè các bạn. 10 bịch mà được có nhiêu đây nè. Đó, giờ chế nước sôi vô ha. Chế nước sôi vô. Chế nước vô rồi mình đập nước đá mình bỏ vô nữa. Đó. Lấy cái muỗng quậy lên. Cái này giống như quậy xi măng như trời. Này các bạn không nhìn thấy cà phê không? Cà phê sữa. Ê, cái này mà chấm bánh mì là hơi bị đã nghe mấy bồ. Quậy lên cho nó đừng bị ốc trâu các bạn. Thêm miếng nữa đi công. Rồi. Rồi. Đó. Nè, quay gần cho các bạn xem nè, thấy không? Đó. Giống như xi măng vậy không? Để chú Công nếm thử rồi vừa uống chưa? Vừa chưa Công, vừa chưa? Hơi mặn lạc gì không? Đắng hả? Phải bỏ đường vô thêm các bạn. Bỏ hũ đường vô thêm mới được. Cái cà phê sữa nó đắng đó các bạn. Nó đắng thành ra phải bỏ miếng đường vô thêm mới được. Nè. Tại vì 10 gói luôn, tại bình thường các bạn pha 1 gói là nó lại vừa uống rồi, cái này là mình pha tới 10 gói luôn. 15 gói. 15 gói chứ không phải 10 gói, nó đắng tới lít luôn. Nè, thấy không?
Đó, bỏ đường vô. Bỏ đường vừa 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 cho công. Cho công nêm thử coi. À. Còn còn đắng hả? Đâu anh ba nếm thử miếng này. Để nếm thử miếng nè bạn. Dừa. Ngon. Cái này mình phải cho nó ngọt thêm chút xíu nữa, tại vì hồi mình còn đập nước đá vô nữa. Hồi mình đập nước đá vô, các bạn nào đập nước đá vô nó sẽ lạc lại, cho nên mình sẽ cho nó ngọt hơn một chút xíu đi. Các bạn mình sẽ cho một miếng miếng đường vô nữa. Miếng đường vô nữa. Không. Đây, để một hồi mình đập nước đá vô là nó sẽ dừa lại, nó sẽ dừa nó nước đá nó tan ra các bạn, nó sẽ dừa lại. Rồi ok, bây giờ quậy lên cho nó đều ha. Không. Cái này các bạn quậy cái nước này các bạn biết mình liên tưởng tới món gì không? Cà gứt chiên bơ. Đây. Không, cho đường nó tan ra hết. Mình phải quậy cao kẹo nè các bạn. Quậy cao kẹo xong rồi hồi mình đập đá vô á. Đập đá vô thì nó vừa nó tan ra, nó lỏng ra là vừa. Chứ các bạn quậy lỏng quá hồi đập đá vô ăn dở ẹc à. Đúng không? Đó, rồi ok. Thì chú công đang đập thêm vài cục đá nó bỏ vô cho nó lạnh đó các bạn. Tại vì một thao này mà ba cục là không đủ, một thao này phải 6 cục. Đó. Đây. Không, nó lạnh mới đã. Đó. Rồi ok. Rồi để quậy lên. Không. Rồi ok, bây giờ sẽ thử tới hai ổ bánh mì đó. Không, có cái ống hút nhỏ, ống hút Mỹ luôn nè. Không. Rồi ok. Đây bỏ đá vô rồi mình hút thử miếng coi nó có gì khác không. Bà nội nó ngon dã man luôn rồi. Ngon. Không, cái này phải thêm đá nữa mới đã. Số 1, chấm bánh mì là hết sảy. Đây các bạn, thèn quá, hai ổ bánh mì đó. Đưa vô là bít nguyên cái mặt luôn nè, đó thấy không? Bánh mì này là mua ở ngoài, bởi vì bạn biết chỗ nào không? Mua ở lò bánh mì. Rồi bây giờ xé ra nha. Nè. Đó, thấy không? Quá ngon. Giờ quất nè. Khoan mình hấp thử miếng nước đi, Rất là thơm. Quá đã. Cứng quá sáng được. Dạng như trời nắng đó bạn. Trời nắng mà có một thao mà này thì còn gì bằng nữa, phải không? Đó. Chấm vô nè. Các bạn thấy không? Số 1 thấm vô tới cho mày luôn. Ngon. À các bạn xem nè. Thấm vô nè. Ngon. Quá ngon luôn. Món này rất là dễ làm, ăn mau no nữa, đúng không? Món này làm cái là 10 người ăn là được. Ăn nước không? Hút vô. Trời trời, lên tới lỗ mũi luôn á trời. Ê. Cái ống này ống nước thiệt nha các bạn, này ống nước nè, thấy không? À, đó. Bây giờ thấy chưa? Sáng trưa sáng đi ăn ngon. Trời trời, quất nguyên một cái thao này lên chắc cả 10 kg có. Đúng không? Bánh mì chấm cà phê sữa.
món này món bá đạo. Bạn nào muốn ăn ăn cái mềm mềm nữa cũng ngon nè. À, mềm mềm nữa nè. Mềm không? Mềm mềm, mềm. Cái gột đó, gột trắng trắng nè. Chấm ăn cũng rất là ngon luôn. Múc nguyên cái muỗng rồi luôn. Nè, nè, giống như là này là giống như mình nhúng lẩu vậy á, thấy không? Đó. Quất. Quá rã. Quá ngon luôn. Tê như con dê. Rồi, hấp miếng nước rồi. Chú Công phát biểu ý kiến nha, chú Công. Chú Công không nói chuyện với trai nha. À. Không, tay nó bụng. Không. À. Chú Công là chăm chú, tập trung ăn, mà chú Công không phát biểu ý kiến gì trơn cho đông đảo anh em nghe hết trơn. À. Thế nên là đây bánh mì có hai con mắt này các bạn, thấy không? Hello, hello, how are you? Này giống như con kinh công vậy. Giống như kỷ đột đúng không? Mặt nè. Nè. Này chỗ này hai mắt nè. Phải không? Này cái miệng nè, miệng nè. Đó, này hai cái này là hai cái bờ môi này cái miệng. Đó, không? Hello. Ok các bạn, bây giờ chú Công mới có một cái ý kiến hết sức là bá đạo. Bây giờ chú Công sẽ uống hết trơn nguyên cái thau trà sữa này luôn. Nãy giờ mình cản chú Công nhưng mà chú Công là quyết định sử dụng cái ống hút này, nút hết nguyên cái thau trà sữa này. Giờ các bạn, bây giờ các bạn cá với mình phải không? Bạn nào mà cá là chú Công uống hết cái thau này thì comment số 1 ở dưới. Còn bạn nào mà nói chú Công uống không hết thau này thì comment số 2, phải không? Để chút nữa coi coi ai thắng. Đây, bây giờ bắt đầu bấm đồng hồ nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên. Trời ơi. Này, cái này phải ca bài là cái gì? Chặng đường nào chờ bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mỗi... Rồi mới có một thời, em hạnh. Hết thời. Cố lên, cố lên, cố lên. Trời ơi, giờ có nào uống hết thiệt không trời? Không, mình gán uống tiếp cho Công chút xíu đi chứ, không? Nè, không? Hai nàng quất hết thằng này luôn. Trời ơi, mày dính mấy mày. Sao có anh mày vô đây vậy? Quất luôn. Nút nút sau hồi lên nguyên con dán trong cái ống nước này rồi. Xong rồi nhai 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 nuốt luôn, không? Ừ. Mình ngán ngọt lắm các bạn, mình không uống. Cho nó. Ủa, đã bánh mì đâu nó gớt này lum la vậy? Không. Chờ chú Công muốn giữ ghê chứ uống ở đâu uống hết nửa thao nữa các bạn. Bởi vậy nói mấy mập ăn gọi nhiều ít lắm chứ mấy đứa mớm cái uống ghê lắm, không? Nè, mình trong khi chú Công trình diễn cái màn uống hết thau cà phê sữa này, mình sẽ trình diễn một cái pha coi như là nuốt chậm cùng nước đá nè. Nuốt cục đó vô là bảo đảm là đi theo ông theo bà luôn. Rồi các bạn like đồ sub cho chú Công rồi chú Công. Ê, có khi nào hồi uống xong rồi chở vô bệnh viện luôn không trời? Hết bạn ơi, hơn nữa. Này này nè, không con nguyên một thao đầy nãy chú Công uống còn chút xíu nè. Không, mình bỏ mấy cái bánh mì này ra đi, mấy cái bánh mì này ăn hồi dính vô ngán lắm. Bỏ đi nè, ba uống mấy ngày nổi. Ông nói sao chú Công uống nổi nguyên thao, sao uống nổi được? Nò lắm luôn rồi đó. Uống không nổi. Chúc mừng các bạn số 2 đã thắng cuộc ha. Rồi ok, rồi ok các bạn.
À, đây là video chấm hai bánh mì khổng lồ với một thau cà phê sữa. Rồi, ok, nếu các bạn có thấy video này ba lắp ba sầm thì các bạn bấm vô nút like, bấm vô nút subscribe, đăng ký ủng hộ channel mình ha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tào lao lần sau.